Chào quý vị. Mình mời quý vị cùng với mình từ Hu Tân, nắng ấm, đi du lịch về phương Bắc tới vùng giá lạnh, tuyết rơi. Quý vị nhé. Hôm nay mình mời quý vị cùng với mình vừa đi tham quan khung cảnh giá rằng tuyết rơi, vừa bình luận về chủ đề những hệ lụy mà người đẹp Nguyễn Phương Hằng đã gây ra trong suốt thời gian dài vừa qua. Quý vị nhé! Thứ nhất, đó là mối tình đơn phương, đắt đỏ vào bậc nhất thế giới với 270 tỷ mà Nguyễn Phương Hằng vì yêu, vì cuồng say mà cho người tình thần y tới 270 tỷ. Thưa quý vị, mê trai, cho trai 270 tỷ và bị tội vì từ chối dẫn đến hận tình và điên loạn. Suốt ngày gào thét, chửi bới, loạn xạ trên mạng xã hội. Nguyễn Phương Hằng đã gây ra những hệ lụy khủng khiếp, đã giết chết danh dự của rất nhiều con người. Thứ hai là người chồng của người đẹp Nguyễn Phương Hằng là một kẻ tiểu nhân bị ổi, vu khống cho chàng thần y. Là làm đĩ đực, trong khi thực sự chàng ta đã từ chối mối tình đơn phương của người đẹp Nguyễn Phương Hằng. Thứ ba, Nguyễn Phương Hằng là một mụ gì kẻ độc ác. Khi công khai lưu loa trên mạng xã hội nói những người con của chồng mình là những kẻ âm mưu giết người nhằm giết chết nàng ta. Nếu đó là sự thật, thì tại sao pháp luật không xử lý những kẻ âm mưu giết người? Nhưng nếu đó là vu khống, không đúng sự thật, thì đó là một cái tội vu khống rất là ác độc, quý vị ạ. Thứ tư là Nguyễn Phương Hằng nghiện ngập cờ bạc với 6 năm lăn lộn ở sòng bài bên Singapore, có ngày đốt cháy
cả 100.000 đô la. Do đó, việc nàng ta đưa con thuyền Đại Nam đi đến bến bờ, vỡ nợ, phá sản là một điều hiển nhiên, quý vị ạ. Thứ năm là nàng đã gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ Nam Bắc, gây chia rẽ trong nước và ngoài nước. Rõ ràng, nàng ta đã gây ra nhiều tội ác trong thời gian vừa qua đối với dân tộc Việt Nam. Quý vị ạ. Sau đây, mình mời quý vị cùng với mình đi tham quan một vòng cùng nhau ngắm cảnh tuyết rơi và cùng nhau bình luận về người đẹp Nguyễn Phương Hằng. Quý vị nhé! Thưa quý vị, ngoài trời tuyết giá rất là lạnh lùng, tuyết trắng xóa bao phủ bầu trời.
chúng ta hãy tiếp tục bình luận về người đẹp Nguyễn Phương Hằng trong khi vừa đi tham quan cảnh tuyết rơi. Quý vị dạ, hiện nay người đẹp Nguyễn Phương Hằng quyết tâm đưa chàng thần y vào tù bằng cách cho người đi thu thập những chứng cứ dầm triệt hạ cho bằng được chàng thần y Võ Hoàng Yên. Và nàng ta nói rằng nàng ta phủ nhận không hề yêu Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, chẳng qua đó là một lời nói dối. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như không yêu thì làm sao mà cho chàng thần y tới 270 tỷ được các bạn ạ. Một số tiền không hề nhỏ đâu, rất là lớn, rất là khủng lồ các bạn ạ. Có những điều sự thật đã xảy ra thì không nên chối cãi để làm gì cả. Vì có chối cãi thì cũng chẳng ai tin cả. Cho nên, người đẹp Nguyễn Phương Hằng không nên phủ nhận về việc đã từng yêu si mê cuồng loạn chàng thần y để làm cái gì cả. Vì khi nàng phủ nhận như vậy thì cũng chẳng có ai tin nàng cả, mà chỉ làm cho những lời nói của nàng không còn một chút giá trị nào cả. Quý vị ạ,
Cái vấn đề nữa là nói về Dũng là vui là một kẻ tiểu nhân bị ổi, vu khống cho Võ Hoàng Yên là Đĩ Đực. Rõ ràng chàng Dũng lò vôi này rất là mù quáng. Bởi vì vợ chàng đã bỏ ra số tiền tới 270 tỷ đồng để đưa chàng thần y lên giường cùng với nàng. Nhưng chàng thần y Võ Hoàng Yên đã từ chối. Thì làm sao mà có thể gọi chàng thần y Võ Hoàng Yên là Đĩ Đực được? Hết sức là vô lý. Phải vậy không quý vị? Cho nên Dũng là vôi, đúng là một kẻ tiểu nhân bị ổi, chỉ biết vu khống xúc phạm người khác và rất là mù quáng, thiếu sáng suốt. Quý vị ạ, điều nữa là chúng ta hãy nói về vấn đề Nguyễn Phương Hằng là một mụ gì ghẻ độc ác. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì Nguyễn Phương Hằng đã vu khống khi nói rằng những người con của Dũng Lò Vôi là những kẻ sát nhân âm mưu giết nàng ta. Thế thì bằng chứng đâu? Chứng cứ đâu? Và tại sao cơ quan chức năng không vào cuộc? Để đưa những kẻ sát nhân như nàng ta đã tố cáo trên mạng xã hội toàn cầu ra xét xử. Cho nên theo mình, đó là những lời vu khống hết sức thâm độc và hiểm ác của Nguyễn Phương Hằng dành cho các người con của Dũng Lò Vôi. Tiếp theo, chúng ta nói về vấn đề nghiện ngập cờ bạc của Nguyễn Phương Hằng.
Nguyễn Văn Hằng đã từng tự thú nghiện ngập cờ bạc với 6 năm lăn lộn ở sòng bài bên Singapore. Và có ngày nàng ta đốt cháy cả 100,000 đô la. Thưa quý vị, một người nghiện ngập cờ bạc đỏ đen như vậy, đến độ có ngày đốt cháy cả 100,000 đô la mà lại làm CEO, tổng giám đốc của Đại Nam, thì chỉ có thể đưa con thuyền Đại Nam đắm chìm trong vỡ nợ, trong phá sản mà thôi, không thể nào khác được. Quý vị ạ, nàng ta đã phá nát Đại Nam. Không những thế, nàng ta còn muốn phá nát cả xã hội. Nàng ta suốt ngày lên trên mạng xã hội toàn cầu lãm giảm, chửi bới, loãng xạ hết người này đến người kia. Nàng ta cố động lối sống suy đồi vô đạo đức, phá nát truyền thống văn hóa tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo, người đẹp Nguyễn Phương Hằng đã gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Gây chia rẽ giữa người với người, gieo lòng hận thù giữa người với người.
cố suý, lối sống bạo lực, độc ác và tàn bạo. Như vậy, trong thời gian dài vừa qua, người đẹp Nguyễn Phương Hằng đã gây ra những hệ lụy khó lường cho xã hội. Nguyễn Phương Hằng đang phá nát xã hội, gây chia rẽ, hận thù giữa người với người. Phá vỡ tình yêu thương giữa người với người. Cảm ơn quý vị đã đi theo mình tham quan tuyết rơi và cùng với mình bình luận. Về người đẹp Nguyễn Phương Hằng. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo, quý vị nhé. Rất mong những đóng góp và bình luận của quý vị khi xem video này. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.